Dạ hai. Lời nói đầu tiên cho em gửi là chào tất cả các anh chị với mấy anh chị, cũng như là chúc sức khỏe cho tất cả các anh chị ha. Hôm nay bên em quay lên cho mấy anh chị một con máy Mitsum GB180 với mấy anh chị, 6 ngựa 3, cốt xéo tua chậm ha. Đó, hôm nay thì em quay video sớm với mấy anh chị nên là nó hơi ồn mấy anh chị, tại vì cái đài phát thanh em nghe chăn trở đó mấy anh chị, đài phát thanh hơi ồn, mấy anh chị thông cảm ha. Đó, thì con này giá cực kỳ rẻ luôn ha mấy anh chị, 3.400.000 ha mấy anh chị. Đó, 6 ngựa 3 ha mấy anh chị. Đây, 6 ngựa 3. Chụp này là chụp giật trợ lực ha mấy anh chị. Đó, chụp giật trợ lực. Con này thì nguyên nhân nó rẻ thì em sẽ quay chỉ cho mấy anh chị ha, nguyên nhân tại sao nó rẻ, thứ nhất cái chụp giật mấy anh chị. Cái chày chỗ này ha, nó có dấu hiệu móp nè. Đó, em có gò lại nè. Đó, mình có sửa lại, nó móp cắn chị. Thứ hai là trên thùng mấy anh chị nhìn nè. Đó, chày chỗ nhiều ha. Đó. Chứ mà thực chất ra con máy này nó còn rất là đẹp anh chị. Anh chị nhìn lóc nó nè. Lóc nó trắng tư luôn anh chị. Lóc còn cực kỳ đẹp ha. Ốc bô nè anh chị nhìn nè. Anh chị nhìn trong máy rảnh gió nè. Nó không có gì để chơi cho anh chị, chỉ là em chỉ là xịt dầu rửa nước cho anh chị nè, nó còn khá dơ anh chị ha. Nhưng mà cái chắc máy nó còn đẹp anh chị, cục máy con này còn đẹp dữ dằn ha. GB 180 012 9877. Đó. Dòng này thì em cũng nói rõ lại là nó không có Sài Gòn, chỉ Sài Keo anh chị thằng. Tem Nhật nè. Đó. Con này đẹp lắm anh chị. Đây. Chụp cò thì còn rất là đẹp nhưng mà nó bị cắn mớp kìa, nó dấu hiệu cắn mớp tại do lúc quá trình vận chuyển anh chị. Đó, anh chị nhìn nè, bình xăng con rất là đẹp luôn ha. Trắng tư à. Ống xăng zin. Phá xăng zin theo máy đầy đủ. Áo gió đẹp. Cái đặc biệt thì bản ga còn rất là đẹp luôn anh chị ha. Bản ga trắng tư luôn ha anh chị. Bản ga đẹp, thùng xăng đây đẹp anh chị, có bên trong có miếng nước này anh chị nào. Đó, lược nè, lược trắng tinh, nắp zin của này thì gần ráp khá bén ha. Đây, lóc liếc rất là đẹp anh chị nhìn ha. Đó, thì con này là anh chị để ý nè, nó có gãy cái chỗ này ha, thì cái này nữa khi mà em giao máy thì em sẽ thay lại cho mấy anh chị với anh chị. Đó, khi nào giao máy sẽ thay cho mấy anh chị. Đây anh chị, ốc ác nè, trắng tinh nha. Cái này là nó muối nè mấy anh chị ha, nó muối là do mình rửa nước mấy anh chị, mình không để sạch đó, không thổi khô quá. Đây, rất là đẹp luôn mấy anh chị. Khóa xăng zin, ốc ác thì trắng tư. Đây, nghe vọng rất là đẹp. Anh chị nhìn trong nè, nó còn khá là xịn ha. Tại máy em chỉ xịt nước ngang thôi. Đó, xịt dầu, ngâm ủ dầu mấy anh chị. Đó, thì xịt nước là nó đã sạch đẻ, xẻ về. Về mấy anh chị kỹ thì mấy anh chị rửa lại ha. Đây, bùa thỏ nè, dây giật nè mấy anh chị ha, chưa tua chưa bỏng ha. Giật trợ lực thì mấy anh chị cũng biết rồi, thứ nhất nó hời hơn chụp zin của dòng này, chuẩn của nó thì chụp kia bằng mũ á, chụp này bằng sắt. Đó, với giật trợ lực thì máy mình nhảy mấy anh chị, kéo nhẹ là tự nó nhảy nó chạy ha. GB 180 6 ngựa 3, ốc ác trắng tư, lóc lác trắng tư anh chị. Quay xa mấy anh chị coi nguyên dạng nữa, quá đã mấy anh chị. Rồi thì những thứ cần thiết thì em đã quay rồi hả mấy anh chị. Đó, em cũng sẽ nói lại ha. Thứ nhất là nè, chụp cò nó có mớp, cắn mớp nhẹ ha, nhưng không ảnh hưởng hả mấy anh chị. Đó, cái thứ hai thì cái thùng thì nó bị phía sau nó bị chày nó giống gì hết ha, chày nó không được thẩm mỹ thì nó không được đẹp lắm. Thứ ba là cái phần chụp giật nó bị chày đó, nhưng mà mấy anh chị nó nhờ nó dị nó mới rẻ hả mấy anh chị. Chứ nếu con này mà hoàn thiện hết thì nó còn đẹp hết thì nó dao động đâu đó khoảng 4.1 triệu hay mấy anh chị. Tại vì anh chị lưu ý ha, máy là máy chạy nha mấy anh chị, chứ em không phải bán máy bao hơi bao lửa nha. Máy bên em là toàn là bao chạy hết đó mấy anh chị, cho nổ ngon lành hết ha. Đó. Cái giá thì mỗi chỗ nó sẽ mỗi cách bán khác nhau mấy anh chị ha. Đó, mình thích chỗ nào thì mình mua ủng hộ chỗ đấy mấy anh chị. Còn bên em thì bán máy là bao chạy. Ở bao chạy thì nó không có rủi ro mấy anh chị, về không có rủi ro mà chạy phải ra khói ra nhớt ha. Đó, máy bên em thì bao hết mấy vấn đề đó cho mấy anh chị. Rồi, giờ em sẽ test máy với mấy anh chị. Này hơi khó mấy anh chị. Giờ em sẽ để đây em giật luôn đi. Khó giật một xíu. Ở trên cái vàng nó kêu mấy anh chị ha. Máy chạy ngu mấy anh chị ha. Ý là ở trên cái này nó rất là khó giật mà nó vẫn nhả cái một chạy hả anh chị. Rồi, sẽ test lại ha.
nó quay quay nó lắc không anh chị. Để trên đây chạy nó cái này nó rung lắm anh chị, nó nhịp quá, nó kêu rồ rồ ha. Máy chạy rất là êm đó anh chị. Không có chuyện khói mạc ti đổ, hơi mạc ti không có chuyện đổ khói ha.